Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu toàn bộ một cái những cái dụng cụ này để dành cho anh em thợ làm điều hòa ô tô. Đấy. Mình sẽ nói sơ qua từng chi tiết một nhé. Từng trong những cái bộ của cái dụng cụ này. Đây các bạn nhìn này, tức là người ta lên cái list chi tiết này. Riêng cái bộ này là nó rơi vào 78 chi tiết. 78 chi tiết. Rất nhiều. Tất cả là người ta đều có những cái thông số kỹ thuật đây, nhưng mà mình nghĩ là chắc là cũng không cần phải để ý những cái đấy nhiều, bởi vì nó cũng đều ghi hết ở trên những cái thông số đây rồi. Đây là cái bộ này là dành cho bộ thử kín ấy, dành cho điều hòa của những cái dòng xe sang. Đây là dòng xe châu Âu nhé. Đây này. Đấy. Nó có đầy đủ hết. Nhưng mà cái này hay cái này cái bộ này của mình nó lại bằng đồng. Chi tiết 100% bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng thì nó mới rất là bền. Đây là bộ thử kín của dòng xe châu Âu này. Đầy đủ chi tiết này, mã số này. Thằng dòng xe châu Âu nó khác với dòng xe châu Á. Còn đây là cái bộ thử kín bằng nhôm. Đấy, nhưng mà chuyên chuyên nhé, đa số là dùng cho các cái dòng xe tải. Đây. Tức là các cái dòng xe người ta ghi hết ở đây này. Sắc ma này. Đúng không? Đấy. Đầy đủ hết nhé. Hyundai này. Nhiều lắm. Thì đây này, đây nó bằng 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 bộ chi bộ bằng bằng nhôm này, nó cũng nhiều chi tiết này. Tức là cái dòng xe tải này thì nó những cái chi tiết nó có những cái nó khác với những cái dòng xe 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 con. Đây là những cái mặt bích để mình thử cái dàn van vuông này, hoặc là thử van tiết lưu này. Van van tiết lưu van vuông nhá. Đây những cái đầu bịt sẵn này. Đấy, rất nhiều. Đấy, nhiều lắm. Đây nó còn cả những cái tuyô này để bắt sâu vào trong cái dàn lạnh ấy, là mình thử trực tiếp luôn. Này có cái đầu lén này. Đầu này để bơm ga vào. À, bơm hơi vào. Tiện lợi. Nói chung là bây giờ làm nó đầy đủ phụ kiện để hỗ trợ anh em ấy thì nó tiện lợi lắm. Đấy, đây là riêng đây là một cái bộ thử kín chuyên để ra làm cho các cái dòng xe tải. Còn đây là bộ thử kín cho những cái dòng xe châu Á, xe con ấy. Đấy, nó cũng đầy đủ các cái chi tiết này. Và nó cái này nó có những cái hộp mà gioăng gioăng kèm theo này. Là cái mở ti này, mở ti để tháo các cái đầu mà mình bịt bịt vào, xong mình cần vặn những cái ti, bởi vì trong này nó trong những cái lọ này là nó có ti rồi nhá. Đây. Đấy cái đầu ti nữa này. Đấy. Đầu đầu ti này là khi mình lấy ấy, mình lấy những cái ti này ra này. Đấy, cái ví dụ như cái này nhá, mình muốn kín đúng không? Mình muốn kín này. Thì mình vặn vào đây thôi. Vặn vào đây. Thế xong lấy cái này vào. Lấy cái này. Đấy, vặn vào cho kín thôi. Đúng không? Đó. Thế thôi, thế là mình bắt ốc bắt cái nó cái này. Cái này đấy thì nó lại có cái đầu này. Ấn vào đây. Đấy này. Ấn vào đây để cho nó kín ấy. Đấy là giữ. Đấy. Khi mình bắt ấy vào là giữ là cái đầu là nó kín rồi.
Một đầu kia mặt một mặt kia là mình bịt vào là xong. Tiện lợi lắm. Đây nó có những cái trong này nó có những cái gioăng này. Gioăng này xưa cua để thay thế những cái gioăng này, ví dụ như nó rơi mất hoặc là hỏng hóc ấy, mình thay thế. Gioăng nó có nhiều cỡ đó, nhiều kích cỡ. Đây là bộ thử xì châu Á mà bộ lại cũng bằng đồng nhá. Bằng đồng. Nó có cái loại bằng đồng này thì nó bền hơn, dùng bằng đồng nó bền hơn. Nó không như bằng nhôm. Còn đây. Đây là một cái bộ nó cũng chuyên. Chuyên để thử kín. Có thể mình thử dàn này. Đấy, thử hoặc là các cái mặt bích, các cái tuyô nó đều có, các cái đầu bịt này. Đầu bịt đầy đủ các đầu bịt này. Các kích cỡ cái này khi khi để mình kẹp vào mình giữ giữ cái mặt bích này, cái mặt này lùa vào nó thử kín này. Đấy. Riêng cái bộ này thử kín nó cũng rất tiện lợi này. Tiện lợi đó. Đầy đủ các chi tiết. Thì đây mình vừa giới thiệu sơ qua cho anh em những cái bộ chuyên, bộ dụng cụ chuyên dùng cho thử kín.